Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU tung hết 100 triệu bảng vì Harry Kane. Ten Hag ra tay, Quỷ Đỏ chiêu mộ thành công Timber. MU nhận tin vui, thuận lợi chiêu mộ thủ môn Pickford. Manchester United tung hết 100 triệu bảng vì Harry Kane. MU đang đứng trước thời cơ không thể tốt hơn để chiêu mộ Harry Kane, người vừa lập cú đúp cho chiến thắng 7-0 của tuyển Anh trước Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024. Kane lại ghi bàn, điều này diễn ra ngay trên sân Old Trafford chứng kiến mũi nhọn người Anh lập cú đúp vào lưới Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024. Người hâm mộ MU chỉ biết ảo ước. Số phận biết cách sắp đặt, giữa lúc những tin đồn liên quan đến Man United và Kane bùng nổ thì tiền đạo người Anh lại tỏa sáng trong chiến thắng 7-0 của tuyển Anh trước Bắc Macedonia. Đáng nói là trận đấu diễn ra ngay trên sân Old Trafford, mái nhà của MU. Thời cơ tốt nhất với Man United để chiêu mộ Kane. Kane tỏa sáng ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Trước đó, McGrath, Sport và Luxor cùng nhau phối hợp trước khi chuyền bóng cho đồng đội lập công. Ngay cả khi bàn thắng của Kane được ghi vào lưới Bắc Macedonia là trong máu tuyển Anh ở vòng loại Euro 2024, thì vẫn có cái nhìn thoáng qua về tương lai của Man United với mũi nhọn 29 tuổi trên hàng công ở mùa giải tới. Kane ở khu vực khán đài Stamford End là những gì mà người hâm mộ MU ao ước. Hồi tháng 2, khi Man United gặp Tottenham, cổ động viên Quỷ Đỏ cũng ngân nga câu hát Harry Kane, chúng tôi sẽ gặp lại anh vào tháng 6 để ám chỉ sự quan tâm của đội bóng với thủ quân tạm sử. Và lúc này, MU có cơ hội không thể tốt hơn để chiêu mộ Kane. Real Madrid, đối thủ cạnh tranh với Quỷ Đỏ trong thương vụ này, gần như kết thúc sớm cuộc mua sắm một kỳ chuyển nhượng hè 2023. Khả năng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chi thêm 115 triệu euro để chiêu mộ Kane là rất thấp, sau khi đã tốn 103 triệu để mua Jude Bellingham từ Borussia Dortmund. Man City cũng không muốn có Kane vì đã sớm sở hữu Erling Haaland. Hai năm trước, The Citizen tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo người Anh. Thế nhưng phi vụ này bất thành, Kane khi ấy được cho là cũng nối loạn để có thể ra đi. Ngoài Man United, PSG và Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm đến Kane, song hai gã khổng lồ của Pháp và Đức chưa có bất cứ động thái nào rõ ràng bạo chi vì chân sút sinh năm 93. Gần đây, Luxor tận dụng cơ hội để chiêu mộ đội tuyển Anh tập luyện ở trung vệ Carrington, lôi kéo Kane và Declan Rice khi đưa hai người đồng đội đi tham gia các cơ sở của Man United. Một hành động nhỏ nhưng có thể quyết định thành bại cho phi vụ lớn. Man United không giấu khao khát dưới Kane, người được cho là sẵn sàng với thử thách mới. Thế nhưng mong muốn không phải thế quyền lực quyết định mọi thứ. Vấn đề nằm ở Tottenham, liệu rằng họ sẽ chấp nhận bán mũi nhọn này trong hè 2023. Hơn nữa, Kane không thể ngồi yên, đã tới lúc anh phải thúc đẩy ban lãnh đạo của Tottenham giống như những gì từng cố gắng làm cách đây 2 năm. So với năm 2021, Kane đang ở vị thế rất khác để có thể rời đi. Anh đang bước vào năm cuối của hợp đồng và điều này đồng nghĩa Spurs chỉ thu về điều khoản phí chuyển nhượng nếu như bán cầu thủ ngay trong hè này. Bằng không, họ sẽ mất trắng vào mùa tới. Với tính cách của chủ tịch Daniel Levy, một người được truyền thông miêu tả là rất khôn ngoan và thực dụng trên thị trường chuyển nhượng, ông chắc chắn không muốn mất quân bài giá trị nhất mà lại chẳng thu về đồng nào. Ngay cả khi chủ tịch Levy mạnh mẽ tuyên bố từ chối bán Kane cho những đối thủ trong nước, thực tế là cho thấy không nhiều tên tuổi ngoài xứ sương mù sẵn sàng bạo chi cho tay săn bản sinh năm 93. 100 triệu bảng cho Kane không phải con số quá đắt. Hai năm trước, MU chìm trong hỗn loạn, mọi câu lạc bộ mất phương hướng và điều này để họ đánh mất vị thế mỗi khi bước vào cuộc cạnh tranh chuyển nhượng với những đối thủ khác. Giờ đây tất cả đã thay đổi, mùa tới MU sẽ trở lại UEFA Champions League. Quan trọng hơn, họ rất cần tiền đạo cắm. Nếu như tới MU, Kane chắc chắn lấy suất đá chính. Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội với môi trường mới. Rashford, Luxor sẽ thay phiên hỗ trợ cho đồng đội, giống với cách họ cùng nhau tạo ra bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh trước Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024 rạng sáng ngày 20 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Tại Old Trafford, Kane cũng gặp lại Christian Eriksen, đồng đội cũ một thời. Gần đây, ông Gareth Southgate của tuyển Anh khuyên Kane noi gương Terry Sheringham, người tuyển từ Tottenham sang Man United lúc 31 tuổi. Ở Spurs, Sheringham chơi tốt, thường xuyên ghi bàn nhưng không có danh hiệu. Gió đổi chiều khi Sheringham cập bến Old Trafford, anh có 3 chiếc vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Champions League trong 4 mùa giải khoác áo Quỷ Đỏ thành Manchester. MU bắt buộc phải sớm hành động ngay trong hè này vì Kane. Nếu như chờ tới năm sau, thời điểm tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ tự do, Quỷ Đỏ sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ khác. Kane không còn trẻ, tháng tới anh sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30, song tuổi tác với mũi nhọn người Anh chỉ tồn tại trên giấy tờ. Qua cách Kane chăm sóc bản thân, giới chuyên môn tin rằng tiền đạo này có thể thi đấu tới năm 40 tuổi. Mùa này ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Kane ghi 41 bàn, ngang bằng với thành tích ở mùa 2017-2018. Suốt một thập niên qua, trước khi nào tài năng trẻ của Kane bị ghi ngờ. Từ mùa 2014-2015, chân sút người Anh đều có 24 bàn trở lên ở mọi mặt trận tại câu lạc bộ. Chi 100 triệu bảng cho chân sút với số liệu thống kê ấn tượng như vậy thật sự xứng đáng. Thậm chí đó là con số khá lớn bởi cho bên mua, Kane quen với môi trường bóng đá Anh, lối chơi phù hợp với bóng đá hiện tại khi đảm nhận được nhiều vai trò. MU được xem là bến đỗ hoàn hảo với Kane, phần còn lại tùy thuộc vào động thái chuyển nhượng từ Quỷ Đỏ. Tiếp đó là Kane. Trong thành phần ra sân của tuyển Anh gặp Bắc Macedonia, chỉ Kane là tên tuổi lớn duy nhất không có danh hiệu trong sự nghiệp. Liệu rằng mũi nhọn tam sư sẽ hài lòng với điều đó trong thời gian tới? Ten Hag ra tay, MU chiêu mộ thành công Timber. Manchester United ký hợp đồng với Lisandro Martinez ở thời điểm mà cầu thủ này đang trên đường đến Arsenal. Và một vụ lật kèo tương tự có thể diễn ra vào mùa hè này.
Ông Ten Hag sớm bắt tay vào kế hoạch chuyển nhượng ngay khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan gặp vô vàn khó khăn, nhất là ở thương vụ then chốt Harry Kane. Tottenham không muốn đàm phán với Quỷ Đỏ. Và vì vậy mà các cuộc thương thảo đã được tổ chức với Rasmus Højlund của Atalanta. Ngoài ra, MU cũng thống nhất với các điều khoản cá nhân với Mason Mount. Ở chiều hướng ngược lại, 10 cầu thủ bao gồm Phil Jones và Sam Tonzebe buộc phải chia tay sân Old Trafford. Đáng chú ý, David De Gea dường như đứng trước nguy cơ ra đi khi hết hạn hợp đồng trong bối cảnh MU tìm kiếm một thủ môn mới. MU cũng cần một trung vệ dự phòng. Để làm vậy, MU sẽ phải bán bớt cầu thủ Eric Bailly, Arsène Telles và Brandon Williams sẽ khó có chỗ đứng ở Old Trafford. Có tương lai của Victor Lindelof và Harry Maguire còn mơ hồ. Dù vậy, MU gặp khó khăn ở thương vụ Kim Min-jae khi cầu thủ người Hàn Quốc sắp chuyển sang khoác áo Bayern Munich, nhưng họ vẫn còn nhiều cái tên khác để theo đuổi. Theo vào đó, họ có thể quay trở về mục tiêu cũ vào mùa hè năm ngoái. Jurrien Timber liên tục lên tiếng về khả năng ra đi trong mùa hè này, nhất là khi những chứng kiến đồng đội cũ ở Ajax, Lisandro Martinez, phát triển mạnh tại Premier League. Trong thông điệp gửi đi vào tuần trước, cầu thủ người Hà Lan nói rằng tôi sẽ ở lại Ajax chứ, tôi không chắc và có thể nói điều đó. Hiện tại tôi không đàm phán với Ajax. Timber vẫn còn 2 năm hợp đồng nên không phải là một thương vụ rẻ tiền. Mặc dù vậy, Arsenal dường như đã sẵn sàng đáp ứng mức giá cần thiết. Nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ 22 tuổi là mục tiêu của Mikel Arteta. Martinez rơi vào một tình huống tương tự vào mùa hè năm ngoái. Trung vệ người Argentina gần như có vẻ sắp chuyển đến Emirates trước khi một cuộc điện thoại thay đổi mọi thứ. Phát biểu vào tháng 12, Ten Hag tiết lộ: có thời điểm Martinez gọi cho tôi và nói rằng huấn luyện viên, nghe này, tôi sẽ rời Ajax bằng mọi giá. Tôi có thể ký hợp đồng với Arsenal, nhưng nếu như ông muốn, tôi sẽ đến Man United. Chẳng mấy chốc thì một vụ chuyển nhượng chóng vánh được thông qua và Martinez trở thành cầu thủ của MU với giá 47 triệu bảng. Lúc này Ten Hag có thể muốn thực hiện một vụ lật kèo khác với Timber. Thật khó để đảm bảo cho Timber thời gian thi đấu, nhưng với việc Varane đã 30 và hay chấn thương, cơ hội rõ ràng rất rộng mở. Hơn nữa, Ten Hag muốn có sự cạnh tranh ở mọi vị trí và Timber có thể cung cấp điều này. Khả năng chơi đa năng và thể hiện tốt ở vị trí hậu vệ phải giúp Timber trở nên hữu ích với Man United. Quỷ Đỏ nhận tin vui, thuận lợi chiêu mộ thủ môn Pickford. The Sun có chia sẻ thông tin quan trọng gây sự chú ý với Manchester United trên thị trường chuyển nhượng. David De Gea là cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất ở Man United với mức lương là 375.000 bảng một tuần. Anh đứng trước viễn cảnh không được câu lạc bộ gia hạn hợp đồng, qua đó chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này. MU đã xem xét một số lựa chọn trước khi xác định Jordan Pickford là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên, bao gồm Andre Onana ở Inter Milan và Diogo Costa của Porto. Chưa rõ là thương vụ Pickford của đội chủ sân Old Trafford sẽ đi đến đâu, nhưng phía Everton vẫn có động thái đáng chú ý. Nguồn tin từ The Sun chia sẻ, nếu Quỷ Đỏ ký hợp đồng với Pickford, Everton sẽ cố gắng chiêu mộ Sam Johnstone, người ngồi dự bị cho đội tuyển Anh trong chiến thắng Bắc Macedonia 7-0 tại vòng loại Euro 2024. Johnstone, thủ môn còn 3 năm trong hợp đồng với Crystal Palace, được hiểu là có mức giải phóng trị giá 10 triệu bảng. Đó là mức phí Everton có thể kích hoạt phòng trường hợp Pickford ra đi. Johnstone sinh ra tại Preston và đã có 3 lời khoác áo tuyển Anh cũng như góp mặt trong đội hình tham dự Euro 2020 của Gareth Southgate.